Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay theo nhu cầu của một bác khách thì em sẽ test cả hai cái sản phẩm đẩy Martin MA300 này cho một bác khách hàng của bên em. Cái sản phẩm này như anh em cũng đã biết thì em cũng đã bán trên thị trường cũng rất là lâu rồi, và đặc biệt là chuyên dành để cho anh em chơi sự kiện đám cưới. Chúng ta sử dụng cục đẩy Martin MA300 này để anh em chơi những cái dòng loa full bass 30, bass 40 và những cái dòng súp đơn 50, súp kép 50 đánh thoải mái. Nó tóm lại là cái dòng đẩy Martin công suất lớn này, nó không hề kén loa em nhé. Và đặc biệt cái chất âm của nó cho ra rất là hay, tiếng thì bao sáng cho anh em. Đó, và sử dụng là 80 sò LGV kép. Con này thì quá là trâu bò, nhìn nó rất là trâu bò. Một cái dòng đẩy size 3U thì như anh em đã biết thì con này nó nặng tầm 45 kg. Đó, sử dụng tất cả là chiếc API hết anh em nhé, và là một trong những cái mẫu đẩy 4 kênh rất là tuyệt vời của bên em. Nói chung là đây là cái sản phẩm quá là ok để cho anh em chơi sự kiện. Và hôm nay có gửi đến cho một bác khách hàng của bên em thì cũng theo nhu cầu của anh thì em sẽ làm video. Đó là anh Khâm, anh ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Con này bên em đang bán với giá là 10.800.000 đồng, và anh cũng đã chuyển cọc cho bên em là 500.000 đồng rồi em nhé. Mỗi sản phẩm này là cọc 500.000 đồng rồi. Đó, thì bởi vì là những cái dòng đẩy nó rất là nặng, cho nên là khi em mua thì đều phải cọc. Đó, còn khi anh em mà mua vang, mua mic hay lọc xì lăng tiếng thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đặt cọc. Thì đây là cái mẫu rất là tuyệt vời. Đó, hàng này thì quá ok anh em nhé. Vỏ hộp thì vừa rồi em cũng đã bóc đây. Đó anh em nhé, vỏ hộp thì vừa rồi cũng đã bóc. Đây là cái dòng đẩy hai lớp hộp, anh em có thể thấy xốp bọc bốn góc, quá là ok luôn, có sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho anh em. Bây giờ sẽ quay sang cái mặt sau để cho anh em cùng tham khảo. Cái mặt sau này thì là nó có là bốn đường input này, A, B này, đúng không ạ, C và D. Tương ứng với nó thì nó đều có cổng link hết anh em nhé, cổng link A, B, cổng link CD, đúng không ạ, anh em thể link từ A, B, link sang CD đều được, đúng không ạ, hoặc là link sang cổng C, link D, cổng D đều ok. Đó, còn dây nguồn này của nó thì quá ok rồi. Anh em nhìn cái dây nguồn này nó rất là chất. Dây này nó thuộc hệ dây nguồn 6 ly anh em nhé. Đó, 6 ly, dây quá là to luôn. Đây, dây này thì quá là tuyệt vời rồi. Đó, dây nguồn đúc, hàng này thì quá là đam mê anh em nhé. Hàng này thì bao phê cho anh em. Đó, sử dụng là 4 quạt tản nhiệt đằng trước và đằng sau. Đó, mỗi đằng sau 2 quạt tản nhiệt và đằng trước 2 quạt tản nhiệt. Các chế độ gạt panel STE ở đây em đã để STE hết đầy đủ cho anh rồi. Kể con dưới này cũng vậy. Con dưới này cũng vậy nhé. Ok chưa? Thì bây giờ em sẽ cắm điện vào và test một cái bản nhạc để cho anh em cùng nghe chất âm của cục đẩy này. Trước khi em mua thì em cũng đã test rồi. Đó, và gửi thì em sẽ test thêm một lần nữa anh em nhé. Nói chung là test như vậy thì gửi đi xa thì nó mới an toàn và yên tâm hơn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ sẽ mở một cái bản nhạc. Mở cái bản nhạc có lời đi. Lấy nhạc trực tiếp từ máy tính em nhé. Đó, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Và em sẽ cắm trực tiếp vào cục đẩy này. Ok chưa? Bật công tắc lên này. Đó, rồi. Mở từng kênh một em nhé. Đó, kênh. Ở đây là kênh A đúng không ạ? Đợi 2-3 năm nữa, quê mình khói khói. Kênh B này. Ok chưa? Đèn hơi nháy một chút. Quá là trâu bò luôn nữa. Cả hai kênh. Đó. Mỗi kênh chơi một cặp anh em nhá. Mỗi kênh chơi một cặp loa bát bốn cây. Ok chưa? Tiếng thì bao sáng bao sạch cho anh em. Sử dụng tất cả là chiếc pin. Xuân em đang cắm vào con quả trứng của B9. Ok chưa? Và đang chơi là loa TV kép 15 bát 40.
lên giá là 14.500 một cặp anh em nhá. Rồi là bán 14.500 một cặp. Quá đã đúng không? Em sẽ mở một cái bản nhạc remix anh em nhé. Đó, sẽ mở thêm một cái bản nhạc chơi hẳn bản nhạc sự kiện đi. Đó, để cho anh em cùng nghe. Anh em nghe chưa? Một cặp loa TVK15 bắt 40. Đấy, cùng với cục đẩy Maxim 300 anh em nhé. Cái này đánh quá là bạo lực. Hàng quá đẹp đúng không ạ? Nhức hết người anh em nhá. Sẽ chuyển sang cổng CD đó và sẽ test lần lượt anh em nhé. Test này thì khá nhanh thôi. Ở đây thì dây tín hiệu từ máy tính cắm trực tiếp vào. Ok chưa? Không có quà vang, quà lọc xì, lâng tiếng gì hết. Đó, và đây là dây loa đây. Đó, dây loa sẽ chuyển sang cổng CD. Đó. Này quá yên tâm đúng không? Cổng C anh em nhá. Ok chưa? Cổng D này. Đó. Cả hai kênh này. Quá là bật ba đúng không? Hàng mới em nhá, hai lớp hộp. Đó, sản phẩm mới hai lớp hộp. Ok chưa? Bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like.